Lời khuyên của tôi, các bạn không xem tivi thì các bạn sẽ loại bỏ nguồn điện của tivi ra của tôi. Thông thường mỗi khi các bạn sử dụng tivi mà các bạn không dùng nữa thì các bạn thường là lấy điều khiển từ xa và các bạn sẽ tắt tivi trên điều khiển từ xa, đúng không ạ? Thì tôi nói lại một lần nữa, những chiếc tivi này ấy, là khi mà quý vị các bạn đang tắt chiếc tivi ở chế độ chờ thì tất cả nguồn điện 19,5V nó cũng vẫn chạy hoạt động bình thường ở một số điểm nhất định. Ví dụ nguồn đầu vào là phải có 19,5V. Và cái nguồn cho mạch cao áp mà nó hay hỏng cái bệnh 6 nháy đèn đỏ thì lúc nào nó cũng có 19,5V như thế này. Vậy thì những nguyên nhân sẽ làm cho chiếc TV Sony của quý vị các bạn hỏng vặt rất là nhiều thì tôi sẽ chỉ ra nguyên nhân như sau. Thứ nhất là quý vị và các bạn không bao giờ rút nguồn điện khi không xem TV hoặc là ngắt công tắc khi không xem TV. Như các bạn đã biết, lúc vừa rồi tôi đo những cái điểm mà nó hay hỏng những bệnh nháy đèn đỏ thường xuyên. Ví dụ như 6 nháy đèn đỏ, tôi đo cái điểm 6 nháy đèn đỏ thì cái cục nguồn cấp này lúc nào cũng là 19,5V. Và cái điểm chờ, cái con linh kiện mà nó bị 6 nháy đèn đỏ lúc nào nó cũng có nguồn 19,5V. Nó chạy qua con linh kiện hoặc con điện trở thì lúc này nó phải hạ dòng xuống tầm 2 đến 3V. Thì nó chạy cả ngày cả đêm không bao giờ ngắt. Chính vì vậy một con linh kiện bé tí vào cái đầu tăm nó bị già và nó sẽ chết dần theo ngày tháng. Vì vậy mà nó gây ra hiện tượng các bạn sử dụng 1-2 năm hoặc các bạn sử dụng một thời gian dài nó sẽ gây hiện tượng hỏng vặt là như vậy. Bởi vì những dòng sản phẩm TV Sony thì thường những linh kiện nó rất là bé vào đầu tăm. Thứ hai là trong quá trình các bạn sử dụng thì không tránh được bụi bẩn như thế này thì nó sẽ bám vào chân những con linh kiện. Khi mà trời ẩm thấp thì nó sẽ gây ra hiện tượng đánh lửa. Vì vậy mà nó sẽ gây ra hiện tượng là hư hỏng. Các bạn phải hiểu rằng là linh kiện của những dòng sản phẩm TV trên Sony thì khi mà bọn tôi nhận sửa toàn phải lấy cái kính lúp để các tôi phóng linh kiện ra để các tôi mắt thường tôi mới nhìn thấy. Vì vậy mà chỉ cần ẩm một chút nó cũng gây ra hiện tượng đánh lửa giữa linh kiện với nhau. Chính vì vậy mà linh kiện nhỏ bé nó sẽ bị hỏng. Có hai cái nguyên nhân như vậy. Vì vậy lời khuyên của tôi là gì ạ? Lời khuyên của tôi, các bạn không xem TV thì các bạn thường xuyên các bạn sẽ loại bỏ nguồn điện của TV ra của tôi. Thứ hai là trong quá trình chờ mưa ẩm thấp thì quý vị và các bạn cho TV chạy nhiều hơn và các bạn để TV nơi khô ráo và sử dụng những vật dụng như máy sấy, sử dụng như điều hòa để sấy phòng cho lúc nào căn phòng của quý vị và các bạn cũng khô ráo thì chiếc TV của quý vị và các bạn ít hỏng vặt hơn. Nó là như vậy. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở video sau.